Xin kính chào quý anh chị em bà con của bác làm sao. Kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh hôm nay quay lại và tiếp tục gửi đến bà con một cái nhãn hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật, đó là con Kuta M6950DT. Bây giờ chúng tôi lấy lấy lưới hồng ra, bây giờ chúng tôi sẽ cho bà con xem bên trong nhé. Máy đang nổ rất là êm luôn. Và đây là cái ống khói, chúng ta thấy là rất là xuất sắc luôn. Rồi bây giờ chúng tôi đi qua phía bên phải cho nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ qua cho bà con xem cái bánh của nó để cái thông số kỹ thuật nhé. Thông số kỹ thuật của nó là 9.524 nha bà con. Đây chúng ta thấy rất là đẹp luôn. Rồi đây là cái cầu trước chúng ta thấy. Rồi bây giờ chúng tôi đi qua phía bên phải của con này nhé. Chúng ta thấy là đây là cái logo của Kuta, rất là xuất sắc luôn. Ở đây là cái cầu trước và phía bên phải nhé. Rồi chúng tôi giữ lại đây là có 69 ma lực nhé, loại 2 cầu, số cơ bên cơ động cơ có 4 máy. Bây giờ tôi đi sát vào, chúng tôi quay cái động 4 máy cho bà con xem nhé. Đấy là chắc cái tem nhãn của Nhật là còn nguyên luôn nhé. Rồi bây giờ chúng tôi tạm thời đẩy cái lưới hông lại để chúng tôi chạy cho bà con xem nhé. Rồi đây là cái bánh sau đây nhé. Bánh sau này thì nó có cái thông số kỹ thuật là 16.930. Đây chúng ta thấy. Đấy là mâm móc vít rất là xuất sắc luôn. Và bây giờ chúng tôi đang ở phía sau nhé. Rồi quay phía sau trước khi chúng tôi chạy cho bà con xem. Đây động cơ đã lăn bánh rồi nha bà con. Đây Kuta M6950. Và mọi danh hiệu rất là xuất sắc đến từ Nhật luôn. Con này chúng tôi mới quay lần đầu. Ở trước đây chúng tôi quay là 6970, rồi 7970, rồi 5950, rất là nhiều. 10510 và đây là con M6950, lần đầu tiên chúng tôi quay. Đây máy đã lăn bánh và con cho bà con thỏa mãn cái niềm đam mê xe của chúng ta. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ xuống phía sau để chúng tôi thử cái ben cũng như là cái những cái thanh kiếm cho bà con xem nhé. Ở đây là đang hạ xuống nhé. Con xe đang lăn lui cho bà con xem. Rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Đèn rồi sáng rực luôn bà con. Đây đèn sáng rực luôn. Quá xuất sắc luôn bà con ơi. Những cái niềm mà những người chúng ta có thể là không có nhu cầu mua xe, nhưng mà chúng ta tham khảo rất là nhiều các loại xe khác nhau và những người rõ cái niềm đam mê của chúng ta. Rất là xuất sắc luôn, tất cả đèn rồi là chúng ta ngồi lên là rất là thoải mái luôn, những con xe như thế này. Chúng tôi xin lại đây là con Kuta, một nhãn hiệu rất là nổi tiếng tới Nhật, 6M6950DT.
Đây là loại hai cầu có 69 mã lực, số cơ bên cơ ta lái đại lực động cơ có 4 máy, vô cùng xuất sắc luôn. Quá tuyệt vời luôn bà con. Giờ chúng tôi đi qua một vòng nữa trước khi chúng tôi kết thúc video clip này nhé. Đây chúng ta thấy đèn rất tuyệt vời luôn. Rồi đây là cái cầu trước nhé. Và đây là những cái đèn rất là sáng rực luôn. Và đây là phía bên bên phải của cái con xe này và đèn xi nhan luôn. Chúng tôi trồng phẳng cho bà con hết luôn. Rồi cảm ơn anh chị em bà con rất nhiều nhé. Hẹn lại bà con vào video nhất. Cảm ơn bà con đã nhín chút thời gian để theo dõi kênh YouTube của chúng tôi. Kênh YouTube Tôi Hiếu Đoàn Thanh. Quý bà con vui lòng đăng ký và cho chúng tôi một like để ủng hộ tinh thần nhé. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến bà con những cái nhãn hiệu rất là tuyệt vời đến từ Nhật. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại nhé.